Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Phương Văn Official. Chúc các bạn ngày nghỉ cuối tuần thật là bình yên vui vẻ nha các bạn. Hôm nay mình ngồi ngoài hành lang, phong cảnh rất là thanh bình các bạn ơi. Gió hiu hiu và đồng thời môi trường xung quanh cũng có những cái tiếng động, tiếng ồn ha các bạn. Tại vì ở nơi đây là gần gũi với thôn quê các bạn ơi, giống như tương tự như vậy đó. Tại vì ở đây là ngoại thành cho nên là những cái tiếng động vật xung quanh giống như là mèo nè, gà nè, rồi tiếng chim kêu đó thì gần gũi với môi trường của nông thôn của chúng ta ha các bạn. Hôm nay mình chia sẻ cho các bạn này các bạn, khoe luôn. Đây là cái dàn phong lan mà hôm nay cái chậu phong lan này là dendro nắng thơm, giờ này nó thơm dữ lắm luôn các bạn ơi. Đó, nếu như bạn nào mà có thích trồng phong lan thì các bạn có thể là mua vài chậu về trồng chơi cho vui ha các bạn. Ở đây là mình khoe, các bạn thấy ở đây là nó có bốn nhánh nè, trời ơi cái hoa lan này nó thơm rực rỡ luôn các bạn ơi, phải nói là thơm thiệt luôn á, không có nước hoa nào bằng đâu. Ở đây dendro nắng thơm, còn dendro này là dendro nắng, thì các bạn biết á, trong cái loại dendro nắng á thì loại nắng thơm là nó thơm dữ lắm, còn cái loại dendro nắng mà thường thì nó không có thơm. Nếu như các bạn trồng lan thì các bạn có thể là đi tìm loại cái dendro nắng thơm á, thì nó sẽ có cái mùi thơm rất là đặc biệt, thoang thoảng ha các bạn. Giờ này nắng càng nắng nó càng thơm các bạn ơi. Tầm bắt đầu là từ 7 giờ trở về sau 12 giờ ha, là trước ban công mình là những cái chùm hoa này nè, lan nắng thơm này nó thơm rực rỡ luôn. Đi ra ngoài hành lang mà muốn đứng ở đây hoài luôn các bạn. Tại vì ở đây là phía Tây cho nên là cái ánh nắng mặt trời á, bây giờ nó vẫn còn mát mẻ cho đến tận 12 giờ trưa. Thì hôm nay mình xin phép các bạn mình chia sẻ về cái việc mà làm từ thiện của ca sĩ Thủy Tiên ha các bạn. Thì trong thời gian vừa qua mình cũng chia sẻ nhiều cái video về cô ấy đi làm từ thiện. Ở đây là trong cái thời gian vừa qua cộng đồng mạng đó các bạn, nhiều anti-fan lập nhóm, lập bè phái để là quậy phá ca sĩ Thủy Tiên. Thì cái điều này trong cái thời gian qua nhiều người vẫn là bức xúc và đồng thời chia ra hai cái phe phái. Một cái phe phái thì ủng hộ ca sĩ Thủy Tiên, một phe phái thì là không ủng hộ. Thì các bạn biết là trong thời gian qua có những cái anti-fan làm cho những cái công ty mà cộng tác với Thủy Tiên đó, là nhãn hàng người ta hủy bỏ và đồng thời hủy hợp đồng với ca sĩ Thủy Tiên. Và đồng thời cũng có luật sư lại lên tiếng là đòi là công khai minh bạch và đồng thời là chỉ ra những cái lỗi sai của Thủy Tiên và phân tích những cái số tiền mà Thủy Tiên có thể là nghi ngờ, không có công khai minh bạch và sự thật. Thì sau thời gian khi mà kết thúc cái chuyến đi từ thiện 7 tỉnh ở miền Trung đó, thì sau đó công khai cái số tiền mà Thủy Tiên đã sao kê đó các bạn. Tổng số tiền mà mọi người quyên góp cộng đồng đã tin tưởng gửi gắm cái trách nhiệm cho Thủy Tiên, đó là cái số tiền khi mà lúc đầu nói là 150 tỷ đồng nhưng mà bây giờ Thủy Tiên công khai cho tới ngày hôm nay là sau khi kết thúc mà chuyến đi từ thiện đó thì 177 hoặc là lên tới 178, nói chung là 178 tỷ đồng đây các bạn. Cái số tiền mà phải nói khủng khiếp luôn, trong lịch sử luôn đó các bạn. Không có một cái ca sĩ nào mà cá nhân mà quyên góp được cái số tiền mà tới 178 tỷ đồng. Và đồng thời cô cũng lặn lội miền Trung bao nhiêu cái thời gian dài đi ra ngoài cứu trợ cho những người dân trong cái thời điểm mà trận lũ lịch sử của năm nay ở miền Trung đó các bạn. Người dân phải lâm vào có hoàn cảnh là màn trời chiếu đất, nước cuốn trôi hết nhà cửa, đồ đạc và tất cả những cái tư trang. Và đồng thời những người sống nơi đó họ phải di dời những nơi khác và những cái đồ đạc trong nhà. Và nói chung là cái hoàn cảnh của họ lâm vào màn trời chiếu đất. Chỉ mong là những mạnh thường quân thương tình và những cái cá nhân nào ủng hộ để giúp đỡ họ, để trong cái khó khăn này để họ có tiền để trang trải. Thì ca sĩ Thủy Tiên giống như là một cái người cô tiên xuất hiện trong đời thường vậy đó các bạn. Mình rất là ngưỡng mộ ở đây. Ngưỡng mộ là sao? Người ta là phụ nữ, người ta có những cái khó khăn đi lại trong cái hoàn cảnh xa gia đình nè, xa con cái nè, không ai đưa đi học nè, mà người ta hy sinh bản thân mình để đi ra miền Trung, những cái nơi mà sóng gió, những cái nơi lũ lụt, đi ra ngoài đó là ủng hộ giúp đỡ cho ở ngoài miền Trung những người dân đang khó khăn, đang gặp nạn như vậy, họ cần những người như vậy đó các bạn. Còn những người anti-fan ghét bỏ hoặc là yêu cầu công khai minh bạch, các bạn làm chi vậy các bạn?
các bạn có đủ bản lĩnh và các bạn có đủ sức để làm như ca sĩ Thủy Tiên hay không. Bây giờ bản thân các bạn nè, các bạn góp được 1 tỷ đồng không? Góp được 100 triệu không? Các bạn có sẵn sàng đi ra miền Trung để hy sinh bản thân mình để cho những người dân nơi đó không? Đó, những người dân vùng lũ, những người dân đang khó khăn, họ cần mạnh thường quân, họ cần cái số tiền để trang trải trong cuộc sống trong cái thời điểm này. Thì cớ làm sao, tại làm sao bạn, các bạn lại lập nhóm, lập group, rồi các bạn là phá ca sĩ Thủy Tiên, các bạn đòi công khai minh bạch này kia nọ. Thì từ từ, nếu như những cái người mà mạnh thường quân, những cái người mà góp tiền cho Thủy Tiên, người ta đã là tận tâm, người ta đã tin tưởng, người ta góp, người ta không nói. Giống như Trấn Thành cũng đi không được, quyên góp là 8 tỷ 7 đồng, bỏ thêm cho đủ 9 tỷ đồng gửi cho Thủy Tiên, và đồng thời nhiều ca sĩ khác cũng gửi cho Thủy Tiên đó, để Thủy Tiên đi là quyên góp lên tới số tiền như vậy. Tại sao những người quyên góp người ta không nói, mà các bạn không quyên góp đồng nào mà các bạn lại nói? Nếu như các bạn làm được như ca sĩ Thủy Tiên thì các bạn cứ làm đi, các bạn lập nhóm, lập group, các bạn kêu gọi để các bạn có một số tiền, các bạn bay ra miền Trung để giúp đỡ cho những người, người ta bà con rất là khổ, rất là khó khăn vùng đó. Tại sao các bạn không làm được mà các bạn đi lên tiếng, các bạn là phá? Thật sự ra các bạn hãy để cho những người ca sĩ, người ta có tiếng, người ta vì tiếng tâm, người ta vì một cái danh dự, người ta hy sinh bản thân cho của người ta để người ta làm từ thiện. Bây giờ mình hỏi các bạn nè, các bạn hãy để cho ca sĩ Thủy Tiên, những công ty người ta ký hợp đồng để Thủy Tiên có tiền, Thủy Tiên còn đi làm từ thiện nhiều cái việc khác nữa các bạn. Người ta giàu có, người ta có tiền, người ta mới đi làm từ thiện được. Còn bây giờ mình giống như mình nghèo mạt xác, tiền không có, lấy đâu đi ra làm từ thiện, làm có được đâu, có tiền đâu làm. Đó, thì các bạn phải hiểu điều đó để cho người ta có cơ hội, để cho người ta có cái tiền, đồng tiền để người ta đi giúp đỡ bà con. Mà bà con cần gì? Bà con trong vùng lũ, bà con đang cần tiền để trang trải mua cái son, cái nồi, cái chén, cái bát, cái quần, cái áo và thức ăn. Đó, nếu như không có người mạnh thường quân giống như ca sĩ Thủy Tiên thì làm sao bà con được có những cái cơm no áo ấm và tiền bạc xoay sở trong cái thời điểm này? Thì trong cái thời gian qua các bạn biết rồi, làm từ thiện có nhiều cái khó khăn đi lại, và đồng thời tiếng ra tiếng vào. Mình hỏi các bạn, nếu như bây giờ làm như vậy, giống như qua ca sĩ Thủy Tiên thấy rồi đó, những cái hình ảnh của cô rất là khó khăn khi mà di chuyển ra ngoài, khó lắm chứ, bạn có đi không? Đó, nhiều fan hâm mộ nói chị ơi, chị làm như vậy không công khai, người ta sẽ sợ chị là lừa dối, rồi làm như vậy là không minh bạch như kia nọ. Đó, Thủy Tiên đáp trả lại, em muốn đi không, chị sẵn sàng mua vé máy bay cho em đi ra ngoài đấy, em cầm tiền em phát chị kiểm soát thôi. Đó, các bạn có làm không, các bạn có đi theo không? Đó, Thủy Tiên nói bây giờ chị mua vé cho em máy bay cho em đi ra ngoài miền Trung, em đi theo chị. Đó, em đi một tuần thôi, em cầm tiền, em đứng, em cầm tiền, em phát cho bà con. Thì các bạn biết là trong quá trình làm từ thiện cũng không phải ít những cái khó khăn, khi mà Thủy Tiên cầm tiền trực tiếp phát cho người dân mà còn bị lấy lại. Các bạn thấy cái video vừa rồi mình cũng có chia sẻ đó, cầm tiền phát cho bà con nhân dân ở nơi đó, rồi sau đó ở thôn có những cái quy định của thôn lại là thu tiền của bà con lại hết. Đó, mà nhờ công nghệ hiện tại, cái mạng xã hội, thì một bạn mới đưa lên Facebook nói là nhà mình Thủy Tiên mới là hỗ trợ như đó, nhưng mà ở trưởng thôn, ở thôn đó họ cán bộ ở nơi đó họ đã thu lại hết. Thì sau khi mà phát hiện được thì công an vào cuộc, đó, chính quyền địa phương, các cơ quan là có chức năng vào cuộc thì mới phanh phui ra cái vụ việc đó. Thì cái người mà trưởng thôn đó, các bạn thấy là luật lệ làng mà các bạn, đó, không thông qua cấp xã, không thông qua cấp quận, mà cũng không thông qua cấp tỉnh, mà tự ý thu hồi lại cái số tiền của bà con mà được ca sĩ Thủy Tiên trao tận nơi. Như vậy các bạn thấy bất cập trong cái việc làm từ thiện không? Tận nơi rồi đó, tận tay đưa rồi đó, mà còn bị ở thôn thu lại, nói đây là quy định của thôn, sau đó thu lại và đồng thời cân nhắc ra và những cái chính sách gì đó, ABC gì đó, rồi sau mới phát lợi cho bà con. À, từ trước tới giờ ở thôn như vậy. Bởi vì nhiều mạnh thường quân người ta muốn đi quyên góp,
người ta muốn hỗ trợ cho bà con. Phải nói là Thủy Tiên rất là sáng suốt trong cái việc mà làm từ thiện đợt này, nhất định không đưa cho một ai. Đó, đưa cho rồi bây giờ là đâu có biết được. Xin lỗi các bạn nha, một con sâu làm sầu nồi canh. Trưởng thôn mà thu tiền lại đó, cái trưởng thôn đó là làm sầu nồi canh đó các bạn. Đó, bây giờ người ta đâu có niềm tin, đã tận tay phát rồi mà còn thu lại để chia. Biết đâu các ông có chia đều hay không hả, là các ông không công bằng chia cho dòng họ bà con mình nhiều hơn. Rồi còn xét bình bầu ABC thì cái số tiền chừng nào mới tới người dân đó các bạn. Bây giờ người ta đã đưa tận tay tiền tươi luôn, đưa tận tay để cho bà con trang trải trong cuộc sống mà còn thu lại. Thì huống hồ gì đưa qua gửi mấy ông lập danh sách, rồi mấy ông bình bầu, rồi mấy ông mới đưa. Đó như ở thôn đó. Xin lỗi các bạn, mình không có nói tên, mình không có nói gì, chắc các bạn cũng biết rồi ha. Dám mà thu tiền lại đó, sau đó cơ quan chức năng phát hiện mới đề nghị trả hết lại cho tất cả những người dân đó. Phải nói là hoan nghênh chính quyền địa phương ở nơi đó, ở cấp tỉnh, cấp xã người ta phát hiện được. Chứ ở thôn đó là nếu mà không nói ra, không có chia sẻ trên cộng đồng mạng xã hội thì coi như là còn lâu người dân ở nơi đó mới nhận được số tiền từ các ông cán bộ ở trưởng thôn đó các bạn. Ở đây mình rất là hoan nghênh việc làm của Thủy Tiên. Mặc dù trong cái thời gian qua nhiều người đồn đại, các bạn hãy để cho những người mạnh thường quân, người ta giúp đỡ cho bà con nghèo. Những người bà con nghèo, những người bà con trong vùng lũ lụt gặp khó khăn như vậy, cần người giúp đỡ giống như Thủy Tiên. À, Thủy Tiên cũng kết hợp với chính quyền địa phương nơi đó lập danh sách. Tuy nhiên cũng có một vài cái bất cập ha các bạn. Những người đi đeo vàng đầy tay hết trơn mà đi nhận từ thiện, nói là nhận giùm đó, chia sẻ là cho những người khó khăn thôi, chứ những người mà khá giả hơn thì mình phải chia sẻ cho người khác. Tuy nhiên con người ta lòng tham không đáy các bạn, thì trực tiếp những cái chuyện đó, nhiều lần đi làm từ thiện gặp không phải những cái khó khăn bất trắc trong cái việc làm từ thiện thôi các bạn. Lời ra tiếng vào làm cho đầu óc thêm mệt mỏi. Bây giờ các bạn lập nhóm, lập antifan để chống đối lại và kêu gọi nói là Thủy Tiên ABC, thì các bạn đứng ra các bạn làm đi. Tôi nói một cái ví dụ như thế này nha các bạn, 178 tỷ, giả sử như mà các bạn nghi ngờ Thủy Tiên ăn 1, 2 tỷ, 4, 5 tỷ như vậy đó, thì cũng không xi nhê gì cái số tiền mà Thủy Tiên đã quyên góp giúp đỡ cho bà con đâu các bạn. Tôi nói thiệt, mà các bạn có làm được không? Bắt bạn phải đòi công khai minh bạch thôi các bạn, nhức đầu các bạn dễ sợ luôn đó. Đòi công khai minh bạch để làm gì? Thôi thì gì bây giờ các bạn, nếu như không tin tưởng người ta mà toàn là những cái người mà làm như vậy đó, là những người đó không có quyên góp. Còn những người bà con mạnh thường quân, những trẻ em nhịn đói vào buổi sáng tích góp cái số tiền đi hỗ trợ cho bà con, những người đó người ta không bao giờ người ta nói. Người ta tin tưởng mình trao cái số tiền cho một người nào đó làm từ thiện là tự nhiên trong lòng mình nó nhẹ nhàng đi các bạn. Còn các bạn cứ môi móc tìm kẻ hở này kia nọ mà các bạn không có làm được, thế thì sau này có ai, liệu có ai được như Thủy Tiên để làm như vậy không? Người ta muốn làm nhưng mà người ta lại ngại, người ta lại sợ tiếng đồn ra tiếng vào, các bạn kêu thế này thế nọ, các bạn tẩy chay này cái nọ. Các bạn làm như vậy thì thôi, bây giờ cái nhóm antifan của các bạn thành lập nhóm đi. Đó, các bạn kêu gọi đi, rồi chính nhóm của các bạn đi ra miền Trung làm từ thiện. Bây giờ còn nhiều hoàn cảnh khó khăn đó, các bạn cứ đi làm đi. Các bạn làm có được không? Phải nói là người dân Việt Nam chúng ta nên là thương nhau. Những cái giây phút, những cái khoảnh khắc hoặc là những cái hoàn cảnh trong ngày, trong tuần, trong tháng, hoặc là trong cái điều kiện khắc nghiệt như vậy, khó khăn như vậy, thì chúng ta chung tay góp sức, góp đi, góp cho bà con đó. Rồi người ta làm từ thiện, còn mình không làm được thì thôi, mình đừng có nói đó. Xin lỗi các bạn nha, ở đây có một cái con chó con, nó ở ngoài, nó không vô nhà được, nó la làng các bạn ơi. Phải nói là mình rất là bức xúc luôn các bạn. Mình ủng hộ Thủy Tiên, và đồng thời các bạn thấy anh Đàm Vĩnh Hưng, ảnh cũng có chia sẻ nói về cái việc làm từ thiện của ca sĩ Thủy Tiên. Ảnh ủng hộ ca sĩ Thủy Tiên làm từ thiện. Ảnh nói trong cái thời gian không ít nhiều gì khi mà ca sĩ hoặc là những người mạnh thường quân đi làm từ thiện là không ít nhiều tai tiếng và lời ra tiếng vào. À, những người thì người ta ủng hộ thì nhiều, còn những người anti-fan, những người không ủng hộ thì ít, coi như là để ngoài tai đi, để cho người ta có cái cơ hội để người ta giúp đỡ bà con. Và đồng thời những người bà con ở đây đó, người ta cần những người như vậy, người ta cần tiền để trang trải, các bạn có biết không? Đưa cho mấy ông,
đưa cho mấy ông cán bộ ở thôn khi nào bình bầu, khi nào chia lại, thời gian khi nào. Đó, mà trong khi đó người dân người ta cần 10.000, 20.000 người ta chạy ra người ta mua bịch muối, người ta mua 2-3 ký gạo là người ta có tiền liền. Đợi mấy ông bình bầu xét duyệt rồi biết chừng nào. Việc làm của Thủy Tiên, mình cũng như là tất cả các bạn, cộng đồng mạng cũng mong muốn là Thủy Tiên hãy quên đi những cái việc mà những người phân là anti-phân để phá Thủy Tiên đó. Mình làm được những từ thiện, phải nói là công sức của Thủy Tiên đáng ghi nhận, và đồng thời công đức của em cũng rất là nhiều. Mặc dù những cái lời ra tiếng vào, tuy nhiên bây giờ Thủy Tiên đã làm xong việc rồi các bạn. Cảm thấy là bà con nhân dân ở miền Trung luôn luôn là cảm ơn Thủy Tiên rất là nhiều luôn các bạn. Có ai làm được như vậy đâu các bạn. Cái số tiền mà gần là 200 tỷ đồng các bạn thấy ít lắm hả? Các bạn đi góp được 100 triệu không? Mà các bạn là lập bè, lập phái, lập anti-phân để chống đối, rồi là phá nhãn hàng để cho người ta có cơ hội để có một cái số tiền đó, rồi đôi khi còn giúp đỡ hoàn cảnh khó khăn khác nữa. Hiện tại bây giờ vợ chồng người ta đã giàu có rồi đó, người ta còn mong muốn gì hơn nữa các bạn. Bây giờ người ta vì chỉ chuyên tâm có số tiền đi làm từ thiện thôi. Mình nói đến đây thôi các bạn ơi, trong lòng mình cũng bức xúc cái nhóm mà anti-phân không có ủng hộ Thủy Tiên đó, còn đồng thời kêu công khai minh bạch gì kia nọ, là các bạn cứ làm, các bạn cứ kêu mà các bạn làm không được, các bạn đi quyên góp đi rồi các bạn đi làm từ thiện đi đó. Các bạn làm được thì các bạn hãy nói người ta, còn nếu các bạn không làm được thì các bạn ở nhà. Thì trong cái thời gian vừa qua đó các bạn, Thủy Tiên là một cái tấm lòng hết sức là quảng đại luôn các bạn. Những người mà anti-phân đó là Thủy Tiên đi kiện rồi đó các bạn. Mà nếu Thủy Tiên đi lên kiện thì bắt buộc các bạn là phải là bồi thường. Mà nghĩ lại, xét về hoàn cảnh những người mà lập nhóm, lập group đó là toàn là sinh viên nè, những người ở thuê nè. Bởi vì Thủy Tiên đi lên kiện nhưng mà đi giữa đường Thủy Tiên là rút đơn lại, Thủy Tiên không kiện nữa các bạn. Thủy Tiên nghĩ tới hoàn cảnh nếu mà kiện ra thưa gửi thì các em này phải là bồi thường, lấy đâu ra tiền bồi thường. Đó còn liên quan cho tới là những cái tương lai của các em nữa. Đó. Kiện đôi khi bị là có thể là bị là không tiền rồi bị tù tội hoặc là cái gì đó thì liên quan ảnh hưởng tới là cái tương lai các em nữa. Cho nên Thủy Tiên thôi đành không kiện. Các bạn ở trọ nè, rồi các bạn là sinh viên nè, rồi các bạn mới ra trường đi làm nè, tiền bạc không có, nghe lời xúi dục của những người khác để là phá của người ta, để cho người ta làm từ thiện. Còn chính bản thân các bạn còn nhỏ, các bạn không đi làm từ thiện được thì các bạn hãy để cho những người mạnh thường quân, những anh chị lớn, những người người ta có tiếng tâm, người ta quyên góp giúp đỡ cho bà con cộng đồng những cái nơi mà hoàn cảnh khó khăn. Bởi vì anh Đàm Vĩnh Hưng nói đi làm từ thiện cũng không ít nhiều gặp những cái khó khăn trở ngại đó, nhưng mà những ca sĩ, những người có tiếng người ta mới quyên góp được vậy. Chính bản thân các bạn được góp được 100 triệu không, 50 triệu không, lập bè, lập nhóm, lập phái. Phải nói là trong cái thời gian đó quá đau đầu luôn. Những người người ta đi làm từ thiện, người ta bỏ chồng, bỏ con, bỏ gia đình, người ta đi ra ngoài, người ta hy sinh về mạng sống của người ta luôn. Thủy Tiên lặn lội thấy ngồi trên chiếc thuyền bé nhỏ xíu rồi các bạn, mình sợ lật thuyền, hoặc là lúc đó không dám nói các bạn, sợ là sóng đánh lật thuyền kia nọ là cũng phải ảnh hưởng chứ các bạn. Đây là một cái công sức vĩ đại, một tấm lòng là vĩ đại mà bà con nhân dân, những mạnh thường quân tin tưởng giao trách nhiệm cho Thủy Tiên, đại diện cho những người mà làm từ thiện, những người có tấm lòng để gửi gắm đến bà con tận tay, trao tiền tươi luôn các bạn, để cho bà con trang trải trong cuộc sống. Thì những người anti-phân, những người mà bây giờ thậm chí cả luật sư luôn phải phanh khui, móc ra những cái điểm sai sót thế này thế nọ, người ta đã bỏ công sức người ta quá nhiều rồi, các bạn làm vậy chi vậy. Thì thôi bây giờ sau khi cuộc tàn ha các bạn, cuộc chiến đã tàn, Thủy Tiên bây giờ đã xong công việc rồi, thì thôi bây giờ các bạn đó, nhóm của các bạn đó, bọt bè lập phái, các bạn đi quyên góp tiền đi. Còn bao nhiêu người dân đang khó khăn đó, vất vả ở ngoài miền Trung đó, các bạn đi làm đi, rồi các bạn đi làm từ thiện được giống như Thủy Tiên tôi đi cái đầu dưới đất luôn. Các bạn làm đi, gom được số tiền như vậy không? Các bạn có lấy uy tín cha mẹ các bạn cũng không làm được, hết dòng họ bà con của các bạn cũng không có làm được cái điều đó nữa, chứ đừng có nói. Quá trời những cái người, người ta, dân người ta đang khổ, người ta đang đói, người ta đang không có chén cơm manh áo để người ta mặc.
thì người ta cần cái số tiền, cần mạnh thường quân là như vậy. Còn các bạn phá để làm gì? Liệu sau này có những người như Thủy Tiên, người ta muốn làm từ thiện người ta cũng sợ. Còn có những người, người ta đi âm thầm người ta làm từ thiện các bạn. Người ta làm là vì tấm lòng của người ta. Người ta muốn tích đức những cái công, tích đức cho con cháu người ta. Và cái tấm lòng vàng của người ta mới đi làm được vậy. Đôi khi các bạn muốn đi làm từ thiện, giống như nhiều ca sĩ nói, đôi khi muốn đi làm từ thiện, muốn làm như vậy, nhưng mà không có đủ sức, không có đủ thời gian và cũng không có đủ là nghị lực để đi làm giống như ca sĩ Thủy Tiên. Đó. Thật sự là hôm nay mình chia sẻ với các bạn, mình bức xúc bấy lâu nay rồi, hôm nay mình có dịp, mình mới ngồi đây, mình mới chia sẻ, mình mới nói lên cái nỗi lòng của mình thôi. Giống như là mình không phải là người con của miền Trung, nhưng mà mình thấy cái hoàn cảnh, mình đứng trong cái vị trí đó, mình đứng trong hoàn cảnh đó đi, rồi mình sẽ hiểu bà con nơi đó cần gì và họ cần như thế nào, những mạnh thường quân giống như là Thủy Tiên như vậy. Qua đây mình cũng nói lời cảm ơn tất cả nhân dân, tất cả bà con tin tưởng và quyên góp cho Thủy Tiên cái số tiền như vậy để ủng hộ cho bà con nghèo ở miền Trung trong cái thời gian lũ lụt vừa qua ha các bạn. Thôi xin phép các bạn mình dừng video ở đây. Một lần nữa mình xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị khán giả rất là nhiều. Mong mọi người tiếp tục ủng hộ cái kênh mình để cho mình có cơ hội chia sẻ những thông tin. Và đồng thời là trong cái kênh mình cũng có cái chuyện lạ có 102. Mong bà con, cô bác có thể là vào đó để xem giải trí cuối tuần ha các bạn. Một lần nữa mình xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị khán giả rất là nhiều. Tạm biệt, hẹn gặp lại clip sau.